12 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, nối liền một cung đường du lịch đầy tiềm năng với sự đa dạng về địa hình, sự phong phú của thảm thực vật, động vật và sự giàu có của các nền văn hóa các dân tộc. Phía đông là các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Phía tây là các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Là những miền thiên nhiên hùng vĩ với bản Sương Răng, với đèo Mây Phủ, mà trong đó mỗi tỉnh mang một bản sắc rất riêng trong dàn giao hưởng sắc màu đông tây bắc. Nằm ở điểm cực bắc với địa hình hiểm trở, Hà Giang có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ, ít có sự can thiệp của bàn tay con người. Người Hà Giang nhiều thế kỷ nay sống hòa mình với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên. Mười chín dân tộc anh em ở Hà Giang là 19 bức tranh sinh động, phong phú, đặc sắc về văn hóa bản địa với những giá trị lớn được tạo dựng qua nhiều thế hệ và đang được gìn giữ nguyên vẹn. Đó là nền tảng quan trọng để Hà Giang có thể trở thành thương hiệu du lịch quốc gia, là điểm đến của thế giới trong ước muốn được hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những giá trị văn hóa tiềm ẩn. Nhưng Hà Giang lại nằm ở điểm cuối của hành trình Đông Tây Bắc. Đường xá xa xôi khiến Hà Giang như một huyền thoại ngủ yên nhiều thế kỷ, chưa có ai đánh thức. Hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục còn thiếu thốn, địa hình hiểm trở, thiếu nguồn nước sạch, năng lực sản xuất còn hạn chế, cơ chế thu hút các nhà đầu tư chưa linh hoạt, thu nhập bình quân trên đầu người đang ở mức thấp nhất trong cả nước. Nhìn từ vị trí của tỉnh cực Bắc, nơi địa đầu Tổ quốc, chiến lược liên kết vùng được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá cho cả vùng Đông Tây Bắc. Về giao thông, dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Hà Giang và dự án quốc lộ 4C, 4D, dự án quốc lộ 279 sẽ là những dự án trọng điểm quốc gia kết nối Hà Giang với các tỉnh trong vùng và với thủ đô Hà Nội. Về kinh tế, giao thông thuận lợi sẽ mở ra những cơ hội thông thương, chắp cánh cho những dự án hợp tác phát triển, tạo đà cho dịch vụ du lịch bứt phá, nâng cao chuỗi giá trị của nông sản, đặc sản khu vực miền núi phía Bắc nói chung và Hà Giang nói riêng trong chuỗi cung ứng quốc gia. Về văn hóa xã hội, những giá trị cốt lõi của nền văn hóa đa dạng, đặc sắc của 19 dân tộc anh em trên 11 huyện, thị Hà Giang và các dân tộc anh em trên 11 tỉnh miền núi Đông Tây Bắc sẽ càng được gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh bằng những cách làm mới di sản văn minh và tâm huyết, bằng những ngày hội văn hóa vùng miền quy mô và đặc sắc. Từ đó, niềm tự hào, tình yêu với đất, với nguồn cội, đồng bào càng được nhân lên gấp bội, để người Hà Giang, người miền núi vững bước dẫm đá tai mèo, tự lực tự cường vượt qua trở ngại xây dựng quê hương giàu mạnh. Một vùng đất có sức hút khi trong nó chứa đựng những cảnh quan kỳ vĩ, những bí ẩn văn hóa tinh thần, những sản vật địa phương hấp dẫn. Tiềm năng sẵn có mà khó khăn thách thức lại không dễ dàng giải quyết một sớm một chiều. Vậy làm thế nào để Hà Giang biến thách thức thành cơ hội?
trả lời câu hỏi làm thế nào để khai thác những tiềm năng ẩn giấu nơi cao nguyên chập trùng, để những giá trị địa chất, văn hóa, lịch sử của Hà Giang và của vùng Đông Tây Bắc được phát lộ, tỏa sáng mạnh mẽ. Tiến sĩ Ausben, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng Hà Giang is one of the poorest province in Vietnam, but has a great potential for ecotourism, which can be turned into economic opportunities for poverty reduction. Tourism potential in Hà Giang include famous sites such as the Dong Van Geopark, the Ma Pi Leng Pass, the Lung Co Flag Tower. All of them not only are historically famous, are great patrimony potential, but at the same time offer gorgeous natural beauty. The province of Hà Giang has also a diverse and extremely rich ethnic minorities, which can contribute to that ecotourism agenda. Yet, this full potential is not aggregated, combined, and set within a vision which is going to help the province fully tap into this global historical, human, physical, and patrimonial richness, which are unique for ecotourism development. Ecotourism, if done well, if done right in Hà Giang, has an enormous opportunity to unleash the potential of the province to efficiently address not only persistent poverty among ethnic minorities, but also to boost incomes and to contribute to make the province a flagship for ecotourism development going forward. We must support this vision and we must help the leadership and work closely with the leadership of Hà Giang to accelerate this vision and to put it into full force implementation. Hà Giang mong đợi những ý kiến tâm huyết mang tính khoa học, những bài học kinh nghiệm, những phác thảo định hướng, những phân tích chuyên sâu vào từng lĩnh vực của các chuyên gia đến từ trong nước và thế giới. Đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc cần cái nắm tay chung sức, chung lòng của bốn nhà. Nhà lãnh đạo đưa ra quyết sách, nhà khoa học tạo dựng nền tảng tri thức, nhà đầu tư mang đến nguồn lực và kết nối giao thương, nhà sản xuất địa phương là chính những người trồng cây, những người sản xuất các sản phẩm bản địa đặc sắc. Kết nối, chung tay để cùng làm nên dấu ấn Hà Giang kỳ vĩ, điểm nhấn địa đầu trên những rừng vàng miền núi phía Bắc Việt Nam.